Rồi, chào các bạn ạ. Để ngày nay mình chia sẻ với các bạn một số thông tin nóng. Ngày hôm nay báo chí đồng loạt đưa tin Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết bị tạm hoãn xuất cảnh một tháng và được cơ quan chức năng mời lên làm việc để xác minh một số nội dung. Ngày hôm qua một số thông tin chưa chính thống người ta đã đăng rồi. Ngày hôm nay như các bạn biết thị trường chứng khoán những công ty mà liên quan đến họ FLC của anh Trịnh Văn Quyết là coi như là lan ra làm sàn hết. Cách đây một tháng anh lồn vố bắn chui mà nói bạn là nó sàn mười mấy phiên liên tục luôn, làm cho bà con đầu tư nói bạn là chết lăn quay hết. Sau đó một thời gian nó cũng qua trở lại phục hồi cũng được vài chục phần trăm rồi, thì ngày hôm nay chỉ cần nghe thông tin này thôi là các nhà đầu tư cũng đã choáng váng rồi. Tại vì công an không cho xuất cảnh là bà con mình lại liên tưởng đến cái vụ của chị Hằng. Chị Hằng cũng không được xuất cảnh, trong vòng 10 ngày sau là công an ra quyết định bắt tạm giam. Còn trường hợp anh Quyết này có đi hay không thì chờ công an người ta giải quyết vấn đề này như thế nào. Chưa có thông tin chúng ta đừng có đồn bại lên là công an nó mời lên làm việc, phạt rất là vô duyên các bạn. Bây giờ chúng ta phát ngôn hay đăng cái thông tin gì trên mạng là phải hết sức thận trọng. Khi nào là báo chính thống nó đăng thì chúng ta dựa vào đó chúng ta nói, chứ còn không là nói tầm bạn bạn nói bạn là bị phạt kinh hồn lắm. Anh Trịnh Văn Quyết chúng ta biết đã quá nổi tiếng rồi, nó xoay quanh những vấn đề đợt vừa rồi anh bắn chui với một số lượng cổ phiếu rất là lớn. Các bạn biết là tháng 1 năm 2022 cổ phiếu FLC tại cái thời điểm đó tăng giá rất cao. Anh Trịnh Văn Quyết đã không công bố thông tin và thực hiện bán chui với một số lượng rất là lớn các bạn. Sau này Ủy ban chứng khoán nhà nước hủy toàn bộ cái cục giao dịch này. Những người giao dịch tại cái thời điểm đó là được hoàn lại tiền. Coi như đó là một sự may mắn, còn những người sau này nó bạn là chết la liệt hết. Tại vì sau cái ngày đó là cổ phiếu nó sàn liên tục, rồi những cổ phiếu bất động sản nó cũng bị ảnh hưởng, có tin này nó cũng sàn luôn các bạn. Rồi hiệu ứng đến cái vụ của Tân Hoàng Minh nữa, anh Quyết này không phải lần đầu tiên đâu các bạn, anh này cũng đã có tiền sử rồi. Cách đây năm 2017 là cũng bị phạt 65 triệu đồng vì bán 57 triệu cổ phiếu FLC nhưng mà không báo cáo. Rồi cùng năm đó là cũng bị phạt vì bán chui 13 triệu cổ phiếu AMD. Cũng là cổ phiếu nằm trong họ của FLC. Phải nói là những nhà đầu tư bị thiệt hại rất là nặng nề đối với những trường hợp bán chui của Trịnh Văn Quyết. Mình nghĩ rằng anh Trịnh Văn Quyết có đi gì để chăng nữa thì đó cũng là một cái kết cục. Nó cũng đúng có quy luật các bạn. Người ta vẫn thường nói cao là gieo gì thì gặt đó mà. Anh Trịnh Văn Quyết trong thời gian vừa qua phải nói là để mất cái niềm tin các nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán rất là nhiều lần, lặp đi lặp lại với một số lượng quá lớn như vậy. Mỗi một lần phạt như vậy nó không xi nhê các bạn. Cổ phiếu mà nó nằm sàn liên tục như vậy các bạn biết là các nhà đầu tư người ta thiệt hại rất là nặng nề. Niềm tin đã bị lung lay. Người dân mất niềm tin vào thị trường chứng khoán rất là nhiều và thiệt hại của nó các bạn là vô cùng lớn. Nếu không có cái vụ đó mà nói các bạn là thị trường nó có giảm đi chăng nữa nó cũng giảm mức độ thôi, còn nói các bạn là nó giảm sàn liên tục mất đến 50% giá trị. Các bạn hãy tưởng tượng các bạn có 1 tỷ thì các bạn mất 500 triệu, tự nhiên con khăn mất đó, nếu mình đâu có tội tình gì đó các bạn. Thôi cái này để nhà nước giải quyết các bạn ạ. Mình thấy thông tin nóng hổi thì mình chia sẻ thêm với các bạn thôi. Ngày hôm nay mình chia sẻ với các bạn một bài nói về bất động sản. Đó là tình trạng sốc đất ở Hà Tĩnh. Cò voi lùng đất xuyên ngày đêm, dân đóng cửa vì mệt mỏi. Tờ báo rất là mới ngày 28 tháng 3 các bạn ạ. Kể từ khi rộ tin vùng bãi ngang ven biển Thạch Hà, Hà Tĩnh sắp xây dựng khu du lịch biển cao cấp, hàng trăm đội cò đất kéo về vai kính. Người dân mệt mỏi khi chứng kiến cò lùng đất xuyên cả ngày đêm. Các bạn thấy không?
kinh hồn luôn. Ở đâu nghe nó dự án rồi nó bạn lắm anh, thông tin cực nhanh luôn á. Một lô đất mà ba người nhận mình là chủ. 3 ngày gần đây người dân thôn Đông Vang, xã Thạch Vang, huyện Thạch Hà choáng váng bởi cò đất vài kiến đường. Theo ghi nhận của phóng viên, trước thông tin dự án khu du lịch biển cao cấp Wonder Kota Hà Tĩnh sắp sửa được triển khai. Dọc tuyến đường vào thôn Đông Vang dài hơn 10 km, chật kín người và phương tiện. Mỗi gốc cây, cột điện được treo kín biển quảng cáo bán đất. Hễ có người đi qua đường là từng nhóm cò ra chào hỏi, chèo kéo mua đất. À, các bạn thấy đúng là hình ảnh rất như là sôi động. À, các bạn thấy không? Đường vào làng có tí tẹo mà. Đúng là kính luôn các bạn. Hình ảnh này mình nhớ lại hấn quảng của năm 2021. Thua gì đâu. Cái cài này các bạn thấy được mấy cái? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mấy anh treo đài cái này các bạn này. Vùng quê đất cằn, cát bay vang biển lâu nay không ai ngó. Nay mỗi lô đất 200 mét vuông được rao bán với giá hơn 3 tỷ đồng, tương đương 15 tỷ đồng một mét vuông. Hơn 3 tỷ đồng. Bằng đất đô thị ở chỗ mình đấy các bạn. Đất chỗ mình thì như bạn biết là đường xá ngon lành rồi đó, dân cư về ở đường hoàng rồi đó. À, 3 tỷ. Ở đài đất trống chưa có gì hết, nó nghe thông tin dự án thôi nhưng mà đất đã trên 3 tỷ rồi. Các bạn thấy kinh hồn không nè, treo tùm lum mới trời, xe cộ tấp nập ra vào thôn. Anh Nam, một người nhận bán đất chính chủ, cho biết mấy ngày hôm nay họ tranh nhau mua đất. Tôi có một lô đất 10 x 20, nếu anh chị mua thì chốt sớm giá 3 tỷ 150 triệu, nếu không chốt sớm thì mai đất là tan vùng vụt. Ủa gớm như thế nè. Thấy chúng tôi hỏi mua đất, một người đàn ông tên là Tú chạy theo xin số điện thoại. Chúng tôi vừa rời đi được vài bước chân thì liên tục các số điện thoại lại gọi đấy. Anh Tú cũng nhận mình là chủ miếng đất lúc trước anh Nam chào bác. Ở một miếng đất mà anh Nam nhận của mình đi trời. Nếu bây giờ chị mua tôi bán cho giá 3,1 tỷ đồng. Anh Nam chào là 3 tỷ 1 năm chục, còn anh đi chào là 3 tỷ mốc. À, anh đi hỏi giá được năm chục. Giá đất tăng từng ngày. Thấy chúng tôi ngần ngại, sợ mua không bán ra được. Anh Tuấn tiếp lời. Đường sắp mở rộng trên 50 mét nên yên tâm bán ra thoải mái. Nếu mà chốt trong chiều nay thì tôi bán đúng giá 3,1 tỷ. Còn mai ra thì không còn giá đáy nữa đâu. Nghiên cứu rồi alo sớm cho tôi nhé. Mà các bạn thấy không? Một miếng đất mà anh nào cũng dành của mình hết, chào giá khác nhau. Ban ngày đóng cửa vì mỏi mệt, ông Trần Đình Đê trú thôn Đồng Vang lắc đầu ngao ngán trước tình trạng cò đất tấp nập từ sáng đến 10 giờ đêm. Đội mua đất cứ ra vào nhà tôi trả giá đất. 3 ngày nay xe cộ ngừ ra vào thôn mua đất chật kín đường. 3 ngày tôi buộc phải đóng cửa kính vì người vào nhà hỏi đất nhiều mệt mỏi. Có hôm xe cộ tấp nập chặn cả lối đi. Các bà đi xe đạp không dắt qua được nhưng chỉ biết đứng đó chửi. Anh chặt kín đường mà con đi không được. Chửi mình làng hết trơn. À, từng tốp cò tập trung thành nhóm khoảng 10 người. Đúng là tiền mồm làm nhanh thiệt. À. Kính nể đó. Thầy ông D, trước đây vùng đất ven biển thôn Đông Vang mỗi một mét vuông rao bán vài trăm nghìn đồng đến tiền triệu nhưng không thấy ai mua. Nay mỗi mét vuông được chào bán với giá 15 triệu đồng. Tại đất thầu mọi thấy giá kinh quá. Ngày hôm qua buổi sáng họ vào lô đất của tôi 200 mét vuông giá 3 tỷ nhưng tôi không bán. Đến chiều họ lại vào trả giá 3 tỷ 50 triệu đồng. Nhưng sau khi hỏi ý kiến các con thì tôi bảo chưa vội bán, nên tôi chưa bán. Đất khu này giờ sốt khủng khiếp. Nếu dân cứ bán đất ồ ạt kiểu này thì tương lai con em sẽ không còn đất để ở. Nhưng có đúng y con đường vào thôn các bạn. Trước đây là rẻ bèo bán không ai mua ấy. Bữa nay giá lại kinh khủng thiệt. Xe lũ lượt kế về. Bà Phan Thị Hát, mấy ngày hôm nay không biết có dự án gì về đây nhưng đất tan lên chóng mặt. Người từ đâu đổ về như hộp chờ.
Dân mất ăn mất ngủ vì cò đất kéo nhau từ sáng sớm đến tận khuya vẫn chưa hết người. Việc đất đang lên cao chất vót khiến bà con chúng tôi vô cùng hoang mang, nhưng không biết thực hư thế nào. Lô đất 7.000 m² hồi giá 28 tỷ. Hồ anh này cũng biết hồ chứ. Nông dân bây giờ cũng không. Nhận thấy đất trong khu vực cứ sốt theo từng ngày, nhiều người dân đã nóng ruột rao bán cả miếng đất lâu nay gia đình canh tác. Cầm chiếc bút lông viết vào bảng hiệu quảng cáo đặt trước mảnh đất gia đình. Ông Phạm Văn Đê, trú ở Đồng Văn cho biết, thái mấy ngày nay lượng người đổ về đây nhiều, mảnh đất trước giờ không có giá trị lắm, nay tan chóng mặt, nên từ trưa giờ tôi cầm bút viết bản quảng cáo bán đất. Mảnh đất của tôi là hơn 7.000 m², nếu được 28 tỷ thì tôi bán. Do mới rao bán cho nên là chưa có người hỏi mua. 7.000 m² đất canh tác mà đến 28 tỷ. Giống như đất Phú Quốc ngày trước các bạn. Kinh quá. Đất này thì giỏi lắm, có vài trăm mét thổ cư thôi. Bán chuyện này đúng là không biết ai mua dùm cho ảnh không biết nữa. Đúng là xài quá trời các bạn ạ. Hàng trăm người đổ về tận thôn nhưng chính quyền xã Thạch Vang không biết. Đúng là mấy anh xã này bé mẹ ảnh luôn á. Ngưỡng đi như nay ảnh kia không biết. Đi mấy ngày rồi ảnh kia anh biết. Đúng là quan chức mình các bạn biết. Giống như mấy ông trời câu làm sao á. Mắt mũi đẻo đau á. Ảnh là địa phương là sát dân nhất. Chính quyền cơ sở mấy ngày này sốc đất dân nên bán mầm vậy liền mà anh kia anh không biết. Bó tay vậy anh. Trước việc hàng trăm người tứ phương kế về trong xã thôn diễn ra nhiều ngày, thế nhưng chính quyền xã Thạch Vang lại nói không biết. Ông Dương Văn Thái, chủ tịch ủy ban nhân dân xã Thạch Vang cho biết, ở xã có chủ trương dự án này cách đây khoảng 3-4 ngày. Còn việc hàng trăm người kế về thôn Đông Vang mua đất thì tôi không biết. Tôi không ra đó nên không rõ lắm. Đất của dân thì quản lý làm sao được. Đúng là mấy anh chủ tịch xã này ấn vào mấy ảnh luôn á. Ngồi bằng giái làm chi mà đất xấu đi mà anh không xuống kiểm tra. Báo chí lại nói giữ trời với là thua đó. Mấy anh quan chức mình nó rất là lo việc đồ đau á. Rồi các bạn tìm đọc thấy tờ báo này, các bạn ở địa phương có thông tin gì hay hay thì chia sẻ đến với anh em. Anh em nắm thêm tình hình sốc đất ở địa phương mình như thế nào. Như vậy là hơn một tháng trở lại đây sốc đất cục bộ nhiều nơi rồi các bạn. Báo chí hay là bạn đọc cũng chia sẻ khá là nhiều rồi đấy. Ví dụ như ở Dầu Tiếng, Bình Dương là các bạn biết là bà con của chúng ta đi từ 4 giờ sáng xếp hàng đến 7 giờ 30. 7 giờ 30 các bạn là tranh nhau bốc số, coi như là làm náo loạn văn phòng đăng ký đất đai luôn. Hai đợt vừa rồi đất đấu giá ở Gia Lai, phường Chi Lan, mình đã có bài chia sẻ với các bạn đó. 104 lô đất mà có đến 10.000 bộ hồ sơ. Như vậy bình quân một lô đất là có 100 bộ hồ sơ tham gia. Hôm qua mình nói nhầm 1.000 hồ sơ, sorry các bạn ạ. Các bạn đã kinh điển không? Hay là sốc đất Bình Phước, khi Thủ tướng đến thực địa kiểm tra, chính quyền đề xuất xây dựng cầu Mã Đà nối với sân bay Long Thành. Chỉ cần thấy Thủ tướng về làm nó, bạn là đất ở đang là sốc rồi. Hay là sốc đất ở Thanh Hóa, những dự án ở ven biển của tập đoàn Sinh Group ở Quảng Sương, Sầm Sơn, các bạn biết đó. Đất sốc liên tục. Có nhiều bạn góp ý là với bà con nông dân của chúng ta, nếu mà đất sốc tới đâu chưa biết thì đất tự nhiên tăng 5-10 lần thì bán bớt để lấy tiền lo cho gia đình. Cho mấy mươi năm đi, đất có mấy trăm ngàn để hồi vậy cũng chẳng ai quan tâm hết. Thì đây là một ý cũng khá là hay. Mình thì cũng đồng tình ủng hộ. Bởi vì bà con của chúng ta, lao này các bạn biết là cũng khổ cực nhiều lắm. Đất đai cũng quý đó nhưng mà mấy mươi năm đi có ai để ý đâu. Thì bây giờ tự nhiên tăng lên 5-10 lần, 20 lần. Thì có thì cũng bán bớt một phần lo cho cuộc sống gia đình. Nhưng mà bà con nhớ bán xong là phải sử dụng đồng tiền sao cho nó khéo, cho nó hiệu quả. Để thoát bớt những ngày cơ cực. Còn dân đầu cơ thì họ có làm có ăn, lỡ bị gì thì họ cũng chịu được.
Còn mình cũng nhắc lại các bạn á, bản chất ở đây sốt đất là theo tin đồn dự án, nó cũng giống như những cơn sốt đất của những địa phương khác mình đã chia sẻ rất là nhiều lần rồi. Nó đến rất nhanh và nó đi cũng rất nhanh, tầm tầm khoảng từ 7 đến 10 ngày là mọi thứ nó quay trở lại mặt đất. Ở Đà Nẵng mình rất là nhiều năm qua mình đã chứng kiến nhiều cơn sốt đất nó như vậy rồi, nó lặp đi lặp lại. Nhưng mà ở Đà Nẵng mình có dự án nó triển khai thì hát là câu chuyện khác. Đà Nẵng đã từng có những cái dự án đó, các bạn là chỉ cần nghe thông tin thôi là đất nó sốc kinh khủng rồi. Thì ở đây thì mình cũng không có gì lạ hết các bạn. Nếu thực sự mà có dự án sau này, dự án nó tiến hành đo đạc ốp giá đền bù gì đó thì đất nó sốc trở lại. Còn không thì có khả năng nó xì vĩnh viễn luôn. Cho nên là các bạn mua bán hay là lướt sóng gì đó là phải hết sức thận trọng. Vào được thì ra được, làm cho thật nhanh, chứ không là ôm đó là chờ dự án rất là lâu. Tại vì ở đây là những thông tin thôi, chưa biết nó thực hư như thế nào. Hay một dự án triển khai nó bạn là có khi 10 năm hay là có khi là hơn nữa, mình không cẩn thận là coi như là ôm vào đó rất là lâu. Còn bà con của chúng ta thì cũng phải tranh thủ thôi, tranh thủ được đồng nào thì hai đồng đó, chứ còn có khi nó qua rồi thì chờ nó qua là cái đỉnh, mình nghĩ rất là khó. Mình cũng nhắc lại này, đất sốt này là bà con chúng ta có thì bán ra kiếm mấy đồng, chứ đừng có hôm mà mua là chết. Mình nhắc lại, có thì bán chứ còn đừng có mua, mua là mình nói bạn là chết chắc luôn á. Đất ở quê đó, một cái vùng xa lát xa lớ 3 tỷ, mình nói bạn là không dễ gì có cái giá như vậy đâu. Ở Đà Nẵng mình các bạn biết là hạ tầng nó phát triển đâu đấy ra rồi. Miếng đất 3 tỷ là miếng đất tương đối đẹp, hạ tầng đầy đủ, dân cư đông đúc, tiện ích đầy đủ đó. Ở đây là một cái nơi nó còn rất là xa xôi, tuy là nó dốc biển này nọ nhưng mà dự án nó còn rất là dài. Để đạt được một cái giá như vậy á, là dự án phải được triển khai đâu rồi đấy hết, nó giống như thành phố Đà Nẵng kia thì mới có được cái giá đó. Cho nên cái giá này mà các bạn là ảo, là siêu ảo mà. Cho nên bà con của chúng ta suy nghĩ chín chắn rồi đưa ra quyết định của mình. Rồi hôm nay thì mình có một cái bài ngắn nhỏ chia sẻ như vậy thôi. Bye bye chào các bạn ạ. Các bạn nhớ đăng ký kênh giúp mình nhé. Bye bye chào các bạn.